Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn con. Má ơi, má hát vọng cổ không? Để con hát chung với má. Bây giờ con hát, đứa nào hát đâu? Má ơi. Ơi. Đáng lẽ con hát với má. Hả? Mà má nghe khán giả tối tâm mày mặt rồi nghe. Tối tâm mày mặt rồi. Bây giờ má sẽ dành tặng cho quý vị một câu vọng cổ à. Có thể vỗ tay lớn lớn được không ạ? Con xin cảm ơn. Tuyền đã ra khơi một chân trời vừa khép lại, như đôi cửa mắt của một nàng con gái, dòng thương đau nhẹ nhẹ chảy qua cầu. Con thấy không? Khán giả đều thì sao? Người ta cao. Khán giả vỗ tay máu quá trời. Bây giờ sẽ dành tặng cho quý vị khán giả một ca khúc nữa. Quý vị có muốn nghe Borrego mà? Wow! Có muốn nghe nghệ sĩ Hồng Nga hát Borrego mà? Trời ơi! Cái Bolero này nó xưa dữ lắm rồi. Nếu mà muốn thì vỗ tay lớn lớn lên được không ạ? Trời ơi! Con cứ làm cho má ok, bị. Bây giờ là con sẽ... Má có tâm sự gì nữa không má? Trời ơi! Mấy chục năm đi hát là nhiều lắm. Tâm sự không mà con ơi. Rồi má ơi, việc má nè, một câu này nha. Má đứng sân khấu từ với tụi con từ giờ á, má biết tụi con BD không? Ai? Nè, má bây giờ má uống miếng nước rồi má trả lời khán giả nha. Dạ, thực sự á con giấu dữ lắm á. Nguyên cả ngàn khán giả ở đây không ai biết con BD hết trơn á. Con ơi. Dạ. Má nói cho con nghe. Con nghe má. Trời xanh người chứ không phải mình người xanh mình, người xanh mình được. Dạ. Cho nên là bây giờ đó má chỉ khuyên con không có gì hết. Dạ. Tất cả mọi thứ cơ trời sắp đặt. Rồi con cố gắng thì tới một ngày nào đó con sẽ tự con vươn lên mà không cần tới ai hết. Đó là kêu là cái đời nghệ sĩ là như vậy á. Dạ, vậy là má biết con BD rồi. Dạ. Không có. Cá thi vậy là biết chưa vậy má? Cá thi giờ cá thi nói á, anh mới biết á, từ đó giờ anh tưởng em là trai thẳng không á. Mọi người, con xin khai thiệt với má. Mọi người, em tên gì mọi người? Nguyễn Chí Hùng. Bớt bè đi. Dạ má ơi, bây giờ á má giao lưu tiếp với lại khán giả giùm con nghe má. Khán giả thương má lắm má, thật sự. Dạ bây giờ thì mọi người cho anh chàng pháo tay thật là lớn đúng không ạ? Này má 80 rồi mọi người ơi. Nên hôm nay là thật sự là má xuất hiện hôm nay thì thật sự là đây là tình cảm mà quý khán giả dành tặng cho má. Thì chắc một ca khúc tiếp theo nữa thì má dành tặng cho quý vị khán giả nữa. Đó là một ca khúc Hoa Cao Vườn Chầu à. Xin mời đại gia đình mình cùng thưởng thức à. Quý vị xin cảm ơn quý vị. Hoa cao rung trắng sân nhà anh
tôi sẽ ca tân nhạc. Rồi sau đó nếu quý vị muốn tôi ca cổ nhạc, tôi cũng ca cổ nhạc. Có điều chèo là không biết làm nha. Chèo là không biết hát. Và để giờ mở đầu, Hồng Nga sẽ trình bày một nhạc phẩm mang tựa đề bây giờ đã mở đầu. Thank you.
nhưng bạn diễn thì đâu mất rồi, chỉ còn lại một mình mấy tiếng chim kêu lạc loài cứ vô. Có phải chẳng hồn của bạn tôi. Dạ, chào tay luôn quý vị. Dạ,